Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhiệt Vải anh em. Rồi có một mớ kéo và kéo đầu bếp ha cho anh em mình xài nha. Có cái đánh dãy cá nữa nè. Rồi mớ này bán cho anh em là 190.000, chuyển khoản đủ em bao ship luôn, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship ha. Rồi có một cây kéo cắt hành nữa nghe anh em, cắt hành ha nè. Đó, ra được 2-3 khúc gì nè. Cây đánh dãy cá nè. Rồi kéo găng tưa nè, qua văng nè ha. Đó, tỉa tóc nè. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây gì ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cây ha. Đó, 15 món 190.000 nha anh em. 15 món 190.000. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha.